Adi ơi, Adi, cậu đang làm gì đấy? Abu à, sao lúc nào cậu cũng ồn ào vậy? Cậu làm tớ mất tập trung đấy. Tớ xin lỗi, thế cậu đang đọc sách đấy à? Thôi, ra chơi với tớ một tí đi. Không chỉ ông vàng tới là chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình ngay và sẽ chẳng có thời gian nào để chơi đâu. Cậu lúc nào cũng thích chơi, trong khi tớ thì đang nghiên cứu tài liệu để cung cấp thông tin chính xác cho các bạn nhỏ. Sao cậu không chịu tìm tòi học hỏi đi Abu? Ai nói tớ là không tìm tòi chứ? Tớ cũng đã chuẩn bị rất nhiều thông tin thú vị để nói cho các bạn nhỏ biết đấy. Abu ơi, để chứng minh cho Adi thấy thì em hãy mau mau đưa ra câu hỏi cho mình ghép ngày hôm nay đi. Nhưng mà câu hỏi này phải thật là hay đấy nhé. Em chào chị ông vàng, chị đến khi nào mà không lên tiếng vậy? Chuyện đưa ra câu hỏi thì quá đơn giản đối với em rồi. Thôi nào Abu, cô đừng khoác lác nữa. Chị ông vàng và các bạn nhỏ đang chờ cậu đấy, nói nhanh đi nào. Được thôi, vậy tớ đố các bạn biết. Gấu lười ăn muối bằng bộ phận nào? Đáp án 1, bằng tay bốc muối bỏ vào miệng. Đáp án 2, dùng lưỡi để liếm muối. Đáp án 3, chu môi thầy hút rồi hút vào. Abu đã đưa ra câu hỏi, vậy các em có còn nhớ số điện thoại của chương trình không? Hãy nhanh tay gọi về số 1900 571 525 ngay khi có câu trả lời nhé. Một phần quà đặc biệt của chương trình sẽ dành tặng cho bạn nhỏ nào có câu trả lời đúng và nhanh nhất đấy. Còn bây giờ các bạn đã chuẩn bị tinh thần xong chưa? Tớ và Abu đã sẵn sàng rồi, chúng mình cùng lên đường thôi nào. Trong chương trình trước, chúng ta đã tìm hiểu về loài bọ cạp Ấn Độ. Loài bọ cạp này rất nguy hiểm. Khi bị cắn, con người sẽ có triệu chứng trong 24 đến 72 giờ. Nạn nhân có thể khỏe lại, rồi sau đó thì bệnh sẽ trở lại nặng hơn. Việc trở lại sau khi bị cắn chỉ là hình thức hồi phục giả mà thôi. Bọ cạp đỏ xuất hiện ở rất nhiều ở trong vùng Trung và Nam Ấn Độ. Những nơi có nhiều đất đá và cát, dân cư ở đây cho biết dù nền đất có màu đỏ thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra bọ cạp. Chúng thường nấp ở kẽ tường hay chui dưới những đống đổ nát. Nếu bị đe dọa, nó sẽ phản ứng lại bằng cách đốt đối phương ngay lập tức. Như vậy thì cách tốt nhất để tránh bị bọ cạp đốt chính là hãy nên chú ý để tránh không đụng độ với chúng các em ạ. Mà các em có nhớ trong chương trình trước, Adi và Abu có nhắc tới một loài vật khác cùng với bọ cạp Ấn Độ không? Tự nhiên chị lại không nhớ ra. Để chị nhờ hai bạn Adi Abu giải đáp nhé. Adi Abu ơi, giúp chị với. Con vật đó là gấu lười chị ạ. Ừ nhỉ, đúng rồi. Vậy gấu lười cũng là một trong những cái tên được ghi vào danh sách những con vật nguy hiểm ở Ấn Độ sao em? Vâng chị ạ, đây là một trong những loài vật khá nguy hiểm. Chỉ cần nghe tên nó thôi, chúng ta cũng thấy được sức mạnh của nó rồi. Gấu là loài vật to lớn mà chị. Loài động vật có vú này có cách tấn công rất tàn bạo. Chúng nhảy lên dùng móng vuốt và sức mạnh của cơ thể để tấn công con người. Cái tên của nó làm cho chúng ta liên tưởng đến con lười Adi nhỉ? Đúng vậy, và thực tế thì nó cũng có một số đặc điểm giống con lười Abu ạ. Có phải là lớp lông thô dài và bộ móng vuốt của nó không Adi? Chính xác, nhưng cách di chuyển của nó thì khác hẳn đấy nhé. Ý cậu nói là nó chạy nhanh hơn lười à? Tớ tưởng gấu thì ục ịch và nặng nề chứ nhỉ? Đúng là con gấu này nặng tới 130kg. Thân hình của nó rất ục ịch, nhưng cậu đừng coi thường nó. Nó chạy nhanh hơn con người ở cự ly gần đấy. Ồ, con hổ này Adi. Hình như gấu lười còn định dọa cả hổ nữa à? Đúng vậy, nó cũng chẳng sợ hổ đâu. Và cậu biết không, khi tấn công nó thường kêu giống lên và lao thật nhanh đến chỗ đối thủ. Nó cũng khá thông minh khi chọn cách đánh thẳng vào những chỗ yếu nhất như mặt và cổ. Thật kinh khủng. Theo tớ được biết thì năm 1980 đã có hơn 200 người bị gấu lười tấn công. Trong đó số người thiệt mạng cũng khá nhiều. Ừ, loài gấu này cũng khá đông nữa.
có khoảng 6.000 tới 10.000 con gấu lười sống ở vùng đồi và khu rừng thấp. Và đặc biệt là gấu lười không hề ngủ đông. Adiabu ơi, chị nghĩ là gấu phải ngủ đông chứ nhỉ? Thường thì các loài gấu sẽ ngủ đông bởi nơi chúng sống có mùa đông lạnh giá chị ạ. Nhưng gấu lười sống ở Ấn Độ, nơi đây lại có thời tiết khá ấm áp nên nó sẽ không cần ngủ đâu. Ở đây thời tiết ấm áp khiến chúng hoạt động quanh năm và chúng rất chăm chỉ tìm kiếm loại thức ăn chủ yếu, đó là mối. Gấu lười săn mồi rất ác liệt, cơ thể chúng sinh ra là để tấn công tổ mối. Chúng có thể ăn hàng ngàn con mối, với cái vuốt dài gần 8cm, nó dễ dàng tìm bới tổ mối. Khi sụp được vào tổ, gấu sẽ ngăn mối bò vào mũi mình nhờ cơ chế đóng đặc biệt ở cánh mũi. Chúng sẽ ăn mối bằng cách chu môi thành hình ống rồi hút mối vào. Mỗi lần gấu có thể ăn hết cả tổ mối khoảng 10.000 con. Động vật hoang dã ở Ấn Độ đa dạng thật đấy, từ loài bọ cạp nhỏ cực độc đến loài gấu lười to lớn gây chết người. Tớ cũng thấy vậy, ở đây có nhiều động vật đẹp như hổ, báo, có loài lại cho chúng ta cảm giác rùng rợn như rắn, nhưng tất cả đều rất nguy hiểm. Adiabu à, hình như ở đó vẫn còn một loài động vật to lớn và nguy hiểm hơn rất nhiều đấy em ạ. Các khán giả nhỏ của chị có đoán được đó là loài động vật nào không? Đó chính là voi đấy. Cũng giống như chị Ong Vàng nói, người dân ở đây rất sợ hãi voi hơn cả những loài động vật ăn thịt. Bởi voi hay tấn công bất ngờ, lao thẳng và húc vào con người. Hơn nữa, voi là động vật rất to lớn nên người dân ở đây càng thấy sợ hãi hơn. Ông lão này còn cho chúng ta xem vết thương từ vụ tấn công của voi nữa này. Đúng là rất sợ hãi. Voi là loài động vật rất to lớn và khỏe mạnh mà. Cơ thể của nó nặng đến 5 tấn. Hình dáng của nó to như một cỗ xe tăng vậy. Nhìn từ xa trông chúng khá hiền lành, cả ngày chúng chỉ ăn cỏ, vỏ cây và lá. Nhưng khi nó bực tức thì thật sự rất hung dữ. Voi ở châu Á thường sống ở phía Nam và Đông Nam Á, bao gồm cả Ấn Độ. Có khoảng 30.000 con voi sống trải dài khắp đất nước. Voi không chỉ biết có ăn, nó còn rất thông minh nữa. Chúng sống thành bầy và trong bầy của voi có sự gắn bó thân thiết với nhau qua nhiều thế hệ. Những kiến thức của voi sẽ do chúng tự học hỏi và tìm tòi của những con voi khác cùng đàn. Thế nhưng phần lớn kiến thức mà nó thu nhận được là do sự trải nghiệm. Ở Ấn Độ, người dân khai thác gỗ rất nhiều, họ cũng sống chủ yếu vào nghề trồng trọt, thế nên voi bị dồn vào cảnh thiếu thức ăn. Hơn thế nữa, voi luôn bị người dân xua đuổi ra khỏi những cánh đồng mà họ canh tác. Những kẻ săn trộm voi cũng hoành hành rất mạnh, chúng giết voi để lấy ngà đem bán. Những người dân nghèo thì giết voi để ăn. Điều này đã khiến cho những con voi con bị tách ra khỏi đàn và chúng không có ai để dạy cho mình cách sinh tồn. Nhìn những con voi nằm la liệt thế này thật thảm thương Adi ạ. Ừ, trước đây đã từng có hàng trăm nghìn con voi sống ở châu Á. Ngày nay số lượng voi tụt xuống còn ít hơn 50.000 con. Điều này thật là đáng buồn. Những con voi bị đói thì lại hay tấn công người dân. Nó vừa muốn có thức ăn, vừa muốn tiếp tục tìm thấy bầy đàn của mình. Mỗi năm ở Ấn Độ có hơn 200 người bị chết vì voi. Chính do voi bị dồn ép quá đáng nên chúng mới tấn công con người đấy. Và năm 2004, ở Tây Ấn đã có một vụ voi tấn công một đôi vợ chồng già. Hiện nay ông lão vẫn còn sống ở đây. Chúng mình hãy theo Adiabu đến nghe ông Travis kể về lần đầu ông ấy bị voi tấn công nhé. Ông Travis kể rằng khoảng 10 năm trước, vợ chồng ông bà men theo con đường ven rừng để đi đến đền lễ tạ. Nhà của ông cách đền khoảng 5-6 km. Vì muốn đến trước buổi lễ nên hai vợ chồng ông đi từ rất sớm. Đang đi trên đường, bỗng có một bóng đen khổng lồ xô ra
Chỉ trong vài giây, voi đã sổ ra và tấn công. Ông ấy cũng nói rằng mình rất sợ hãi bởi con voi quá to lớn. Ông không thể làm gì được. Thậm chí ông còn không biết voi đang chuẩn bị tấn công nữa. Adi ơi, voi to như vậy khi nó di chuyển thì chắc là mọi người xung quanh sẽ biết chứ. Dù to lớn nhưng voi di chuyển rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Bàn chân của chúng cũng khá to. Hơn nữa phía dưới lòng bàn chân còn có lớp mỡ dày đến 15cm, khiến chúng đi rất êm ái. Chúng còn có thể chạy nhanh hơn con người nữa. Vận tốc mà chúng đạt được là khoảng 50 km/h. Ồ, như vậy nên ông bà Travis không biết voi đang đến gần để đề phòng đúng không các em? Vâng chị ạ. Ông ấy còn nói rằng voi húc rất mạnh. Cú húc của nó còn mạnh hơn cả bị xe đâm vào nữa. Trong cuộc tấn công năm ấy, bà Travis đã bị voi giết chết, còn ông thì bị thương nặng. Cơ thể voi có 90.000 cơ. Thế mạnh này giúp cho nó nhổ cây dễ dàng và gom được cỏ rất nhanh nữa. Cái ngà của nó rất có tác dụng trong việc xẻ cây để lấy vỏ ăn. Nó còn là một vũ khí khi tấn công con người nữa đấy. Ông Travis đã bị ngà voi đâm xuyên rất nhiều vết ở chân. Ngà voi dài khoảng 3m và nặng tới 180kg cơ mà Abu. Nó là một bộ phận rất cần thiết của voi, dùng khi tranh giành bạn tình và ngà cũng được sử dụng trong nghi thức giao phối của chúng nữa đấy. Ngày nay thì cả con người và voi đã được bảo vệ. Việc quản lý đất đai sẽ nghiêm ngặt hơn. Những lệnh cấm săn bắt voi trái phép cũng đã được ban hành. Điều này giúp giảm tỷ lệ chết của cả voi và người. Dù vậy, chúng ta cũng chỉ nên ngắm nhìn những con voi từ xa để tránh gặp nguy hiểm các em nhé. Đến đây thì cuộc hành trình đến Ấn Độ để tìm hiểu về những loài động vật nguy hiểm nhất đã kết thúc rồi. Chắc chắn rằng chúng ta đã biết thêm được những thông tin rất bổ ích và lý thú. Và các bạn nhỏ cũng đã biết được đáp án chính xác của miếng ghép rồi đúng không? Đáp án chính xác đó là đáp án 3. Gấu lừa sẽ chu môi thành hình ống để hút mối đấy. Xin chúc mừng các bạn nhỏ đã trả lời đúng và nhanh nhất nhé. Nếu còn điều gì thắc mắc, các bạn hãy gọi về số 1900 571 525 nhé. Chúng mình sẽ được giải đáp ngay thôi. Adi và Abu hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Chị Yêu Vàng cũng xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.